Angela Khan, hiện đang là nhân viên của trung tâm Therapy Education chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại trung tâm Therapy Education chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tại tại cạnh số 4 là nhà MB Bank, địa chỉ 538 Cách mạng tháng 8 phường 11 quận 3, và đây là hình ảnh của trung tâm mình. Vì có một số các bạn học viên cũng như phụ huynh gặp phải vấn đề khó khăn trong việc tìm bãi giữ xe khi đến Therapy Education, nên hôm nay nhà sẽ chúc mình quyết định làm hẳn một video chi tiết giới thiệu các bạn cách giữ xe đến trung tâm của mình nhé. Các bạn đã hiểu rõ về chữ giữ xe của trung tâm mình chưa nào? Nếu trong trường hợp hầm của bãi giữ xe hết chỗ, các bạn có thể quay ngược lại, quẹo phải khoảng 100m. Ngay bên cạnh siêu thị Chợ Lớn sẽ có một con hẻm nhỏ, đó là hẻm 588. Các bạn nhớ nha, hẻm 588 ngay cạnh siêu thị Chợ Lớn nha. Bên đó sẽ ngay đầu hẻm sẽ có một sự gửi giữ xe cho các bạn. Và sau khi khoan các bạn gửi xe thì điều tiếp theo là gì các bạn biết không? Đó là đi lên lầu 4, đó là nơi tọa lạc của trung tâm Therapy Education, và các bạn sẽ thấy trung tâm của mình ngay và luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn sớm nhất có thể tại trung tâm Therapy Education chi nhánh Hồ Chí Minh nha.